Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Bốn cái cây đó bây giờ chưa có suy nghĩ ra cái chỗ nào để, thì hiện tại bây giờ là tụi em để ở phía bên ngoài đó cô chú anh chị ơi. Đó, có người tưới nước rồi hẳn hoi ha. Đó, một vàng cái bốn cây mới vừa xuống rồi để ra phía đó đó, giờ để nghiên cứu để chỗ để nha cô chú anh chị. Xe tải cũng còn đậu ở đây nè, mấy cái bình đã vô bình rồi, rất là đẹp ha. Nói chung là cái cây này rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Nhìn một hàng là rất là tuyệt vời. Nói thật sự mà nói cái cây này rất là đẹp luôn. Để hơn chừng lại quay kỹ cho cô chú anh chị xem. À, anh nè, trời ơi bốn cây cổ thụ dạng bonsai nè anh. Cây này là cây rồi. Mà cây già. Cây già cái dạng là cũng dạng cổ thụ, dạng bonsai rất là đẹp luôn á. Cậu nói chung ra bốn cái góc này em biết sao? Để cặp bốn góc ngộ cậu là thôi đẹp tuyệt vời luôn ha. Nữa nó lớn là nó đẹp, trời ơi thứ gì chịu nổi, mát ngộ luôn ha. Ôi nhìn thấy là hoành tráng luôn thiệt. Đúng rồi, quá đẹp luôn ha. Tiếc đứt cầu không có, nhỏ quá, đứt cầu mà bự á thì bự có để thôi. Chân cây xanh là toàn là cây kiển không mà rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn chứ còn nói. Nhìn mà mê luôn á cô chú anh chị, nếu mà nhìn thực tế á cái chậu rất là bự nha. Cái cây cũng rất là bự luôn chứ không có nhỏ đâu nha cô chú anh chị. Ủa mà cái chiếc xe đứng em á chở được con chậu không? Hồi nãy cho em chậu đó. Xe tải chở nổi chứ làm gì mà xe em chở nổi cái này. Vậy là nếu mà thí dụ cho em chậu em chở nổi không? Bao cho em chở cũng nổi luôn. Okay. Vậy thôi không lấy. Nhưng mà cái này là của cậu mà. À, không nói thí dụ. À thí dụ không? Ừ. Thí dụ cho em phải không? Ừ. Có lấy không? Lấy luôn. Trời lấy trời hoa đẹp gì mà kêu không lấy. Cây xanh mà sao vậy? Đẹp cây này giá trị hơi như mắc tiền đó cho biết vậy đó. Cây này theo một cây theo em đoán là nhiêu tiền à anh Trần? Một cây này thì theo em đoán là ít nhất là khoảng 15 triệu. Một bốn cây là phải 60 triệu. Ủa là tính luôn chậu chưa hay là riêng? Chắc là 6. Rồi anh, cây này người ta bán có hả 7 triệu à. Không mà thân Trần nói cho em trả giá mà. 7 triệu một cây. Gì 7 triệu? Dạ. Em nói hơi lố và trả giá là thân Trần ơi. Nhà em gần chỗ bán cây xanh em biết. Rồi tao không tin cây nào 7 triệu đâu, cây mà khổng lồ cái chậu mà nhìn là tao ôm mà còn không hết nữa. Ủa, nghĩ sao vậy? Không cái này kìa, mình đây, không biết. Cái này của ai? Mình. Của mình hả? Đi đi. Mình nè, mình tìm mình coi. Tìm chủ nhân giá đi. Giá thì chị đâu không có tiết lộ. À giá không có tiết lộ. Mình bốn cây này là 60 triệu. Mình. Đó. Cây này của em nói anh rồi, bốn cây này phải 60 triệu cho lên. Ở Đức phải không? Đó là chị. Wow. Như là cái cây này theo em nghĩ là một cây là 15 triệu không? Một cây 15 triệu luôn, chậu luôn đó, là em thấy còn rẻ đó. Rẻ lắm phải không? À, cái giá gì 18 triệu hả? À, như là giá cả hình đề ha. 7 triệu đâu ra? Đậu giấu giá cái mấy thằng này kỳ quá. À, 18 này kỳ quá. Đi mình giấu giá đi cho nó cao. Ngay là 7 triệu một cây nè anh em. Bây giờ 7 triệu đi. Thử kêu giá 7 triệu họ người ta không mua liền. 47 28 phải không? Thôi 18 triệu 4 cây cả nhà. Không có, cây mà kêu 7 triệu, cây đẹp gì gốc dáng kiển. Đó, đó. Đó thấy chưa? Đó. Đó. Nói nội cái giá không mới đồng cây lộn luôn rồi cô chú chị thấy chưa? Anh đó thấy chưa? Không mà ra thấy chưa? Đó về con về. Cậu về. Đâu đâu đâu. Ô cậu đâu? Cậu đâu? Cái nét. Đâu đâu? Wow, trời ơi. Gì vậy? Rồi hộp chứ. Anh xem luôn. Cậu. Hồi nãy xin cậu gì? Xin bốn cây nè, không có cửa đâu nha. Cửa đi cậu lại cậu. Không có việc đâu. Em đừng có xin. Mới xin trái cây cậu rồi, mới ăn cái trái thanh long rồi. Nè nè, cô chú ơi, hộp với thằng Thanh Sâm Sâm cô chú ơi. Không bay là không bay cô chú. Không, này đâu phải cậu đâu. Làm cái YouTube ra Thanh Sâm sọt mà Thanh Sâm vlog. Em có mà lại thắp nhang cậu giái cho em mà tối nay bật BKT luôn chưa? Rồi, chúng về mọi người ơi. Ở trên đây là hình như là mấy cái chậu này trả lại hay gì á. Rồi mấy cái phân bón này chắc cũng không biết có xài tới không, thì để đây chắc cũng đem về nè, không có xài được. Mấy cái lưu đó là để ý của chị là chị muốn để dù, nhưng mà để dù không có được cô chú chị. Quá wow, có chai phân bón nữa nè. Trời ơi chai thuốc trừ sâu. Ghê quá, thuốc trừ sâu không lấy đâu cô chú anh chị ơi, đụng vô cái mệt lắm. Ủa nhìn bốn cây này hoành tráng uy nghi, thấy đẹp quá cô chú anh chị ơi. Thì giá trị nó theo hơn chừng ước đoán là phải 60 triệu trở lên. Ủa nhìn đẹp nè, đứng xa ra tí xíu nhìn cho thấy là một cái vàng cây.
tiếc rằng đất cậu nhỏ quá, không thôi là đem cả những cái cây lớn hơn nữa đặt ở dạng mà bonsai, mà dạng cổ thụ á, bonsai dạng cổ thụ á. Thì phía trong là mọi người thấy là tất cả anh em đang lau mộ cho cậu, lau dọn mộ cậu cho sạch sẽ đó. Mà cô hộ cho con tối nay kinh con được sắp 4 ngàn về xem nha, để cho em bật BKT luôn. Qua đây, wow. Qua. Cậu ơi, cậu qua con đi cậu ơi. Cậu lên tay em rồi. Cậu ơi, vô con đi cậu ơi. Ê, ê, cậu về. Đó, trên tay đó. Trời ơi, thằng Trần này thật chứ. Nó là lợi la lớn, hết hồn như trời. Vậy nó xem chúng số rồi đó. Chúng gì, anh với Cát Tiên nãy chúng nó rồi. Rồi bây giờ tụi em đã bắt đầu khinh đồ vô à, mấy cái bông hoa rồi đó, sợ cô chú ơi, thấy trời chỉ mưa đang tỉnh hết trơn rồi. Buổi tối là thấy mộ cậu sung túc không, anh em ai cũng súng vô dọn dẹp hết á cô chú anh chị ơi. Đó, thấy chưa, anh này cũng dọn dẹp nè, hồi nãy hơn Trần cũng dọn dẹp luôn. Cậu đu với em kìa. Đây là cậu đọ tay em. À vậy hả? Cậu ơi, con à, bắt đầu giót nước chăm trà cho cậu á. À, giái cậu đi, cậu về giái cậu. Ừ, đẹp cậu. Tự nhiên nói tay em vậy. Đi. Qua đây. Đâu. Ngồi xuống. Em ngồi xuống đi, có bông đẹp. Ừ đó, trời ơi, sao thôi. Quá xinh tuyệt vời luôn. Một con bướm nó đang đậu một nguyên những bông luôn cô chú ơi. Ê, em thấy rồi, một con bướm nó đang đậu trên một con bướm. Gì vậy? Tào lao vậy? Con bướm đậu trên con bướm là gì? Không hiểu. Trời ơi, trời, thằng Trần này. Thằng ý ghê quá. Câu văn quá, sao lũng củng. Ờ, lũng củng quá, làm tao mà suy nghĩ nhức, nhức đầu nhức ốc luôn à. Cái nào? Cái da hả? Cái da, cái da. Ê, nói về cây kiển tao cũng ra hơi rành rành á, ở cây cô chú anh chị. Ở bên đây thì làm cũng xong 4 cái lô trồng hoa xong rồi. Bây giờ mình tạm thời để cái đó đi ha. Tạm thời để đó thôi chứ giờ sao. Ở khu này nghe nói đặt dưới đá mà. Với lại chị Loan đã mướn rạp rồi đó. Chị hồi nãy chị ký hợp đồng á, chị ra chị nói á. Không biết chứ mà trước mắt là để đó đi, mình sẽ tính tiếp. Là cô chú. Rồi, trước mắt tính để đó đi cô chú anh chị ơi. Chứ thật tình nói giờ cũng không biết để đâu nữa. Từ từ sắp xếp sao. Đâu kia đây em lấy 4 cây. Đang dọn dẹp chuẩn bị. Đó lên chằng cho em biết không chằng. Còn, chết rồi để xe à. Điện cũ rồi đã tới rồi. Hai điện cũ rồi. Ý, có một con bướm bay nữa cô chú anh chị ơi. Wow, đây 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 bướm nữa nè cô chú anh chị, đó nó bay đang bay vòng vòng nè. À, cậu về nè thấy không, đó nè cô chú anh chị, hai con luôn đó thấy chưa. Mộ cậu sáng đẹp ra cũng nhờ mấy anh chị rồi lau dọn á, cô chú anh chị lúc nào cũng lau rồi đánh bóng á, rồi chùi đó. Bây giờ thấy rất là bóng á. Mộ cậu bóng rồi. Mày nói cái à, đủ chưa? À, đủ. Bên đây hai cái nữa, bên đây chưa thiếu. Đủ đó, xin việc hả? Cậu đổ anh xin việc được hả? Cái gì? Anh có dàn giấy cậu không? Rồi có ngày mai 9 giờ phỏng vấn. Còn Ngọc có được chưa? Chưa được. Được rồi. Cậu chưa đổ. Chưa đổ. Vậy là anh xin việc gì? Vậy chúc mừng anh nha. Cậu ảnh xin việc rồi có việc rồi không? Linh cậu Linh cậu độ. Linh cậu độ. Được. Điện rồi hả? Mai thử việc hả? Wow, chúc mừng anh ha. Bây giờ thời buổi này khó khăn đủ việc rất là nhiều mà anh được nhận việc là cũng là may mắn cậu độ. Đúng rồi. Ý, con bướm đậu trên cái tai. Từ nãy giờ luôn. Nãy giờ rồi. Em là thế nào mà em cũng được bướm bà độ. Ừ. Là sao? Là phù hộ hả? Nãy em lao rồi, anh Ngọc ơi.
Bướm nè, bướm này chắc 59 mà cô chú anh chị. Còn bướm mà bướm bự hơn nữa 99. Bướm bướm này 19 à. 19. Bướm này 19 à. Vậy là tìm cái số 19 mua hả anh? 19 đuôi đúng không? Ủa em thấy bướm này nó cũng chung chung mà nó đâu có nhỏ lắm đâu, 19 à. 19 hả? Vậy để lát nữa em về em mua cái số 19. Chung là 59. Em thì không biết gì với số đâu cô chú anh chị, thì anh đã chỉ nữa mà. 19 như thế nào mà rất là nhiều người tới hồ của cậu để giống như là mọi sinh số đó em. Sinh số hả? Rất là nhiều luôn, từ bữa mà vợ gặp tới giờ em thấy rất là nhiều người tới đây sinh số. Thật tình mà nói thì Hương Trần không có mê tính gì đó. Nói là xin cậu cho chúng số, cầu cho chúng số rồi làm cái làm kia đó. Nhiều lắm đúng không? Hương Trần không có tin gì đo đâu của chú anh chị ơi. Thì mình ăn ở hiền lành rồi có phước thì tai qua nạn khỏi rồi. Mà anh có thấy cái điều đó không? Anh có thấy là từ bữa vợ gặp cái cậu là rất nhiều người tới rồi mong là được trúng số. Tại vì có người nhiều người trúng số thiệt đó. Đó, bởi vậy người ta tin. Nhưng mà cậu thì rất là linh, có khả năng là anh cậu có biết một điều là em muốn nói ra đây là anh biết gì không? Bởi vì anh biết là mày tính gì đo hay gì? Trong ngày của cậu là có điều gì không? Điều gì nói hoạch tẹt ra luôn đi. 100 ngày của cậu sủi chỗ 4 con năm sinh của cậu. 4 con 1958 hả? Chính xác. Wow, đúng 100 ngày của cậu là nó ra 1958 sủi chỗ 4 con. Wow. Năm sinh của cậu. Vậy là nhiều người trúng ngay ngày 100 ngày. Đó ai mà hả đánh năm sinh của cậu là trúng đó. Mày biết chỉ chủ 4 con trúng bao nhiêu tiền không? Hơn trời ơi, 1.000 trúng 50 mấy triệu. Ngàn trúng 50 mấy triệu á, đúng không? Mà bữa đó là 100 ngày của cậu đó anh. Ra đúng cái năm sinh của cậu luôn. Giờ không biết ai trúng để lập ngược lại cho. Đúng rồi, nhiều khi hả mấy người đó trúng rồi cái đó đâu ai tới chứ đâu. Trúng lớn lắm á anh. Trúng người ta phải tới, người ta tạ lễ chứ. Anh chỉ cần bỏ 2.000 anh đừng cho hơn 100. Thôi về con cậu về. Cái là xác suất cao lắm. Không mê đâu, cờ bạc em bán bạc. Đúng rồi, em cũng đâu mê đâu. Em quay cậu vì tình thương của em dành cho cậu thôi. Chứ em đâu có giờ cờ bạc đâu. Cờ bạc bắt bần. Đúng. Mà lâu lâu cũng chơi đúng không? Không chơi, không biết chơi luôn á. Nói thiệt không biết chơi gì. Rồi, rồi. Thắp cho cậu cái nhang đi. Rồi, rồi. Cho em nén nhang thắp cho cậu đi. Con thắp cho cậu 5 một cái nhang. Ở trên cái cánh thì có hai cái cánh. Cậu xin cậu trúng số nữa đi. Không, con sức khỏe. Con thì con cầu sức khỏe thôi cậu. Cái con không có mê gì số gì hết đó. Đặc biệt là con cũng đâu có chơi đâu lấy gì trúng. Đó, có chơi mới trúng, giờ không chơi lấy gì trúng. Không có mua vé số luôn hả? Cái số thì có mua nhưng mà hên xui chứ không không có cần phải trúng nữa, mua ủng hộ thôi. Qua sau buổi chiều cậu về quá nhiều rồi ta, nhiều bướm quá. Ôi thấy bướm ở ngay chỗ mộ cậu quá nhiều luôn. Cậu đậu bên này, cậu đậu bên kia, cậu đậu quá trời, bướm nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Sao không ai nghĩ cái đó là cô Hanh Nhân Huệ vậy? Ai chứ trời. Có cậu về thì phải có con Hanh Như Huệ về chứ. Đây cũng có cái đồng hồ nè. Cây hư rồi nè. À, cây nào hư anh bỏ đi anh. Cây chậu phát tài này chừng lâu lắm rồi nha. Nhớ cái chậu phát tài này chừng rất là lâu rồi. Bốt là chậu phát tài thì nó hư rồi bỏ. Trời ơi, bướm bà đậu ngay trên đầu luôn nè. Anh mới gội đầu hả? Mới gội đầu đúng không? Anh mới rửa ra suối tắm. Suối tắm. Có chà chà có chị ai chà đầu trưa mà. Về nhà nhớ gọi đầu sạch hơn nha. Rồi. Khả năng cái đầu anh tháng nào anh về về gạo. Có gạo không? Không. Không có gạo đúng không? Có đụng tóc gì không? Không. Cái sao vậy ta? Ôi, cái đầu nó không bay luôn. Trời ơi không biết có điềm gì vậy ta. Đụng nó không bay luôn. Không bay luôn. Trời ơi không bay luôn. Hay ha. Anh thử đụng coi, lấy tay đụng cánh đó rồi không bay luôn. Cái khác cái đậu là không bay luôn. Bướm đậu không bay được rồi, bỏ tay rồi. Thôi giờ anh đem về nhà. Vậy là có điềm trúng số rồi cô chú anh chị ơi. Thôi giờ đem về nhà luôn đi.